Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Hôm nay em Ánh lại quay trở lại giới thiệu với mọi người một dự án 6 căn liền kề mới ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại em đang đứng trước cửa của ngôi nhà, ngõ của nhà đây ạ. Ngõ trước nhà theo mọi người thấy thì là khoảng tầm 2,5 mét và cách đường ô tô chạy là khoảng tầm 15 mét. Hiện tại em đứng trước cửa của ngôi nhà đầu tiên của dự án của bên em, có diện tích là 38m² và xây 4 tầng mọi người nhé. Thì đây ạ, đây là trước cửa của ngôi nhà. Cửa của ngôi nhà, cửa chính của ngôi nhà là có 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, lớp thứ hai là cửa kính rất là chắc chắn. Em đang tiến dần vào gian phòng khách của ngôi nhà. Mọi người thấy không ạ? Gian phòng khách của ngôi nhà rất là rộng rãi và toàn bộ hệ thống đèn LED đều đã được đầy đủ. Tiếp tới là phòng căn bếp của ngôi nhà. Đây ạ, mọi người có thể quan sát căn bếp của ngôi nhà đã được làm đầy đủ hệ thống bếp, cũng như là hệ thống này, cái bếp này được làm bằng gỗ lim Nam Phi nhé, rất là chắc chắn, đầy đủ hết cả hệ thống bồn rửa cũng như là bồn rửa bát cũng như là sen vòi nhé. Ở tầng 1 của ngôi nhà thì cũng có một phòng vệ sinh. Đây ạ, phòng vệ sinh này thì cũng có ở tầng 1 thì chỉ làm để vệ sinh thôi ạ, không có sen vòi hay thiết bị. Tiếp tới là em mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là 2 phòng ngủ rất là rộng rãi, 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Cửa thông phòng được làm bằng nhôm nghệ chắc chắn và trong phòng ngủ này cũng được lắp hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn LED rất là đẹp. Phía sau của bức tường này thì là được lắp gạch ốp 30-60 rất là đẹp và để chống thấm ạ. Nền toàn bộ ngôi nhà thì được lắp gạch granite 60-60 của bên primer đây, các bạn thấy rất màu rất là trang nhã. Đây là phòng ngủ nhất, là phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà đây. Phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà rất là rộng, cũng có cửa sổ, cũng có đèn, hệ thống đèn cũng như là cửa thông phòng chắc chắn riêng biệt tùy từng phòng. Bây giờ em mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế như tầng 2 vậy, cũng 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thế là với cái diện tích 38m² thì nhà này là gồm bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi mọi người ạ. Đây ạ, phòng ngủ của tầng 3 đây, nó cũng như tầng 2 thôi, rất là rộng. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế hệ thống cửa sổ cũng như là lồi ánh sáng vào, có song chắn cửa rất là chắc chắn, an toàn với trẻ nhỏ. Cũng một nhà vệ sinh ạ. Và một phòng ngủ nữa. 4 phòng ngủ ạ. Tiếp theo em mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 này của ngôi nhà thì là sẽ bao gồm 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Đây ạ. Đây ạ, đây là chỗ phơi ạ.
chỗ phơi của ngôi nhà ở đây. Mọi người có thể quan sát xung quanh khu vực của cái căn nhà này, rất là đông dân cư, nhiều nhà cao tầng, rộng rãi, rất là thoáng. So với cái mức độ ô nhiễm của Hà Nội hiện nay thì đây là một nơi đáng sống ạ. Em sẽ nhắc lại với mọi người nhé, diện tích của căn nhà này là 38m² và giá chào bán của chủ đầu tư bên em là 1 tỷ 380 triệu, được xây 4 tầng. Hướng nhà là hướng Đông Nam, giá bán là 1 tỷ 380 triệu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Cái vị trí căn nhà này cách bến xe Nghĩa là 3,5 km, cách khu đô thị Dương Nội, Spark Dương Nội là 3,5 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa là 1,5 km nha mọi người. Mọi người chú ý xem chi tiết giúp em. Cái video này em giới thiệu thì là hôm nay đến đây là hết, cũng như là mong mọi người theo dõi và ủng hộ like kênh cho em. Nếu mà thấy hay thì chia sẻ với mọi người để mọi người cùng biết, cũng như đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều những cái thông tin chi tiết hơn, bổ ích hơn. Mọi người có thể gọi trực tiếp cho em Ánh theo số điện thoại ở trên phía trên màn hình là 0983013403 hoặc 0884141. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người. Em xin thành cảm ơn.